Xin chào các mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà vị trí tại phường Phú Lương, cụ thể thôn Thượng Mạo, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với cái giá chào bán vô cùng hợp lý 1 tỷ 720 triệu đồng, hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích là 30m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng. Tuy nhiên với 30m của ngôi nhà này thì lại thiết kế 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại là 50m, gần với lại chợ dân sinh, gần với ủy ban nhân dân phường. Căn nhà này rất là gần và tiện lợi để đi lại, thuận lợi để đi làm phía khu vực đường Quang Trung hoặc là bên Văn Phú. Và từ cái căn nhà này đi ra khu đô thị Thanh Hà cũng rất là gần nha mọi người. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này. Với mặt tiền của ngôi nhà là 3m, cửa được thiết kế là 2 lớp cửa chính. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì tầng 1 của ngôi nhà thiết kế ở đây, Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng để xe, khu vực để xe. Toàn bộ cái căn nhà đã hoàn thiện xong 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Giá chào bán 1 tỷ 720 triệu đồng. Vô cùng hợp lý với một cái căn nhà thiết kế và xây dựng đẹp như thế này mọi người ạ. Cụ thể tầng 1 thì là để xe riêng rồi, còn ở tầng 1 là có phòng bếp nữa. Đây là phần phòng bếp đây. Toàn bộ tủ bếp được thiết kế gỗ MDF và màu là trắng và màu nâu. Hai cái tông màu cũng khá là nổi bật và tươi sáng cho cái gian phòng bếp này. Gạch lát nền kích thước 60-60. Toàn bộ cái nhà này theo hiện trạng ở trên video thì là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Chủ đầu tư với cái giá chào bán 1 tỷ 720 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ. Sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ mọi người nha. Cái gian phòng bếp này có cái ô thoáng. Đây mọi người ạ, đấy. Trong gian phòng bếp cũng chủ đầu tư thiết kế cầu kỳ về trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu trắng. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với thiết kế của ngôi nhà này thì tầng 2 là thiết kế là có phòng khách và 1 phòng ngủ mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đi lên từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là thiết kế gỗ lim rất là chắc chắn. Mặt bậc cổ bậc là được ốp đá đen trắng. Mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà để xem tầng 2 thiết kế phòng khách như thế nào nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà này được thiết kế là gác lửng mọi người ạ, là để làm phòng khách rất là tiện lợi. Trên tầng 2 cũng được chủ đầu tư lát gạch 60-60 màu trắng cùng tông màu với tầng 1. Và từ khoảng cách từ sàn lên tới trần đây mọi người nhìn thấy rất là cao, phòng khách rất là thoáng. Cái ưu điểm của cái ngôi nhà này đó chính là cái căn phòng khách ở tầng 2 mọi người ạ. Và để xe thì hoàn toàn ở dưới tầng 1. Đây, căn nhà này thì hướng nhà là hướng Đông Bắc mọi người nha. Và em Ánh xin nhắc lại giá chào bán thì cực kỳ hợp lý, chỉ với 1 tỷ 720 triệu đồng thôi. Mời mọi người tiếp theo em lên trên phía phòng ngủ đây. Phòng ngủ tầng 2 rất là rộng. Phòng ngủ này với cái diện tích nó khoảng tầm 9m², vuông vắn, dễ xếp nội thất mọi người ạ. Với căn phòng ngủ này rất là thoáng, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đầy đủ hết rồi mọi người nha. Cửa thông phòng của ngôi nhà này, toàn bộ các căn phòng đều là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Tầng 2 còn thiết kế gồm có 1 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu, hệ thống sen tắm nóng lạnh, gương tắm, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ trên phía tầng 3. Đây có cửa sổ thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa của mỗi phòng đều được thiết kế đầy đủ hết rồi. Cửa thông phòng. Đó. Phòng ngủ này vuông vắn, rất là dễ kê nội thất ở phía bên trong mọi người nha.
Như vậy lên trên tới phía tầng 3 của ngôi nhà thì căn nhà này gồm đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Đây, phòng ngủ này thì hướng ra phía mặt ngõ rất là thoáng và rất là sáng. Đó. Cửa sổ đều được thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, an toàn. Về vị trí của ngôi nhà thì cách với lại chợ dân sinh nó chỉ rơi vào khoảng tầm 100 mét thôi mọi người ạ. Có thể đi bộ được, nó rất là gần với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương này, rất là gần với trường mầm non, trường tiểu học, thuận lợi đi lại. Cách từ cái vị trí ngôi nhà này mà cách ngã ba Ba La nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 1,5 cây. Cách với trường Đại học Đại Nam cũng thế. Và cái vị trí cái căn nhà này cách với trục đường quốc lộ 21 nó chỉ rơi vào khoảng tầm 700 mét thôi mọi người ạ. Mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của căn nhà này nhé. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, như quý khách hàng có thể nhìn thấy ở đây có một cái ô giếng trời. Chủ đầu tư để là cái ô thoáng để toàn bộ xuống khu vực cầu thang, lấy ánh sáng, ánh nắng xuống khu vực cầu thang này vô cùng thoáng. Và tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế một khu vực để máy giặt riêng. Đây là khu vực để máy giặt. Đó. Lên trên tới tầng 4 này rất là thoáng và cái căn nhà này thì cực kỳ mát mọi người ạ. Đây chính là khu vực phòng thờ. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà, vô cùng thoáng. Đây mọi người có thể làm phòng thờ cũng được, có thể về tùy công năng sử dụng mà mọi người sử dụng. Đây là một phòng riêng biệt thì có thể làm phòng ngủ, phòng làm việc. Và phần cuối cùng của cái tầng 4 này đó chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà nha mọi người. Đó, rất là thoáng đúng không ạ? Phần sân phơi đều đã được làm chuồng cọp đầy đủ hết rồi. Vị trí ngôi nhà thì Ngọc Ánh nhắc lại với mọi người là thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 1 tỷ 720 triệu đồng, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì nhớ bấm vào nút like để có thể ủng hộ em và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những video bất động sản của nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.